Ngày 28 tháng 10, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện tổ chức hội nghị liên tịch để bàn một số nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Bùi Thanh Chuyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe và cho ý kiến về dự kiến nội dung chương trình tổ chức kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm 2022. Theo đó, kỳ họp sẽ được tiến hành trong 2 ngày vào trung tuần tháng 12 năm 2022. Kỳ họp sẽ xem xét và cho ý kiến đối với 20 loại báo cáo, 5 tờ trình và thông qua 5 dự thảo nghị quyết. Trước khi diễn ra kỳ họp, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện tiến hành tiếp xúc với cử tri ở địa bàn ứng cử để tiếp nhận những kiến nghị, đề xuất của cử tri. Báo cáo với Hội đồng Nhân dân huyện chuyển đến các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét trả lời tại kỳ họp. Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện cũng giao cho các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ các báo cáo, tờ trình, dự thảo, nghị quyết gửi về Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện, các ban liên quan của Hội đồng Nhân dân huyện trước ngày 2 tháng 12 năm 2022 để thẩm tra theo luật định và phân công một số nội dung, công việc khác.